Hoa hậu Thu Hoài, Vi Oanh đấu tố nhau, người vạch tội quá khứ, kẻ tung bằng chứng trong sạch. Tối 8 tháng 7, mạng xã hội xôn xao khi Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ livestream vạch tội ca sĩ Vi Oanh. Cụ thể, bà xã doanh nhân Tống Nhật Trí đã khơi lại hàng loạt chuyện xưa tích cũ và đăng đàn tố giọng ca Đồng Xanh, vu khống Thu Hoài là người đứng sau, thuê người chọi mắm tôm vào tiệm trà sữa của Phạm Hương, hay yêu sách đòi cát xê cao ngất khi đi hát, sử dụng người bỏ thuốc cho chết cá trong hồ cá coi ở thẩm mỹ viện của chị. Theo đó, Hoa hậu Thu Hoài không ngần ngại tố thẳng mặt Vi Oanh tất tần tật chuyện thâm cung bí sử nhiều năm qua. Mở đầu câu chuyện, bà xã doanh nhân Tống Nhật Trí khắc lại ký ức không mấy tốt đẹp trong lần đầu gặp Vi Oanh. Chị nói, lần đầu chị gặp Vi Oanh là ở quán của chị, lúc đó cô ấy vừa từ Mỹ về. Cô ấy nói với chị là nếu cô ấy quảng cáo PR cho thẩm mỹ viện và spa của chị thì giá phải thế này, cô ấy đòi mức giá rất cao và rất ảo. Sau đó, bên chị có tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thương hiệu. Tất cả các ngôi sao lớn như Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng và cả sao TVB Hồ Hạnh Nhi cũng tham dự. Họ không hề lấy của chị một đồng cát xê nào. Vi Oanh cũng nhắn tin xin chị được hát trong ngày kỷ niệm này. Chị cũng đồng ý và tạo điều kiện cho cô ấy tham gia. Chương trình lớn nên phải chạy và duyệt chương trình rất kỹ. Vậy mà trong ngày diễn ra chính thức, cô ấy kéo đàn piano và cả vũ đoàn lên diễn như belly dance. Chưa kể đang hát thì cô ấy quên lời, phải xin lỗi hát bài khác. Chị đứng nhìn luôn. Cả chương trình quy mô sang trọng của người ta mà làm ăn vậy đó. Khi chương trình kết thúc, cô ấy cũng không nhắn tin xin lỗi lời nào. Tiếp đó cô ấy lại nhắn tin cho chị là: "Chị ơi, tiền cát xê của em thì em không lấy, nhưng tiền thuê đàn và vũ đoàn là 50 triệu, chị chuyển khoản lại em nhé. Tất cả khách mời là sao hạng A còn không lấy tiền, thì tại sao chị phải trả cát xê cho cô ấy trong khi không hề ký hợp đồng gì? Nếu cô ấy muốn thuê đàn hay vũ công thì phải thỏa thuận trước với chị chứ. Chị rất bực nhưng chị vẫn chuyển khoản đủ số tiền đó cho cô ấy vì quá mệt." Đồng thời, Hoa hậu Thu Hoài cũng nhắc lại thông tin sai lệch về chị, được nàng hậu cho biết là do Vi Oanh vu khống năm xưa. Cụ thể, Vi Oanh đã nói Thu Hoài là người đứng sau thuê người chọi mắm tôm vào tiệm trà sữa của Phạm Hương. Đến nay, trong livestream mới nhất, Thu Hoài khẳng định, trong ngày Phạm Hương khai trương là ngày chị ở Mỹ, chị ngủ dậy thì thấy đầy bà giật tít. Chị đâu có khùng, trong tiệm đó có phần hùng của con chị mà. Thực tế, chị biết ai là người làm để đổ thừa cho chị. Chị sống đến 45 tuổi, không chỉ lăn lộn ở Việt Nam, chị biết mình ở đâu và làm gì. Quyết định kể tội giọng ca Đồng Xanh, Hoa hậu Thu Hoài còn mạnh dạn thề độc, đồng thời khẳng định những lời mình nói là không sai. Hiện chưa rõ thực hư những lời kể của Hoa hậu Thu Hoài ra sao, tuy nhiên đoạn clip livestream của nàng hậu đã biến mất đột ngột trên trang cá nhân. Không lâu sau khi cô đăng tải và gây xôn xao dư luận. Ngay lập tức khuya 8 tháng 7, Vi Oanh khẳng định nội dung những lời tố từ Hoa hậu Thu Hoài là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật và thậm chí vu khống cô. Nữ ca sĩ cho biết, giữa cô và bà xã doanh nhân Tống Nhật Trí không có ân oán gì xưa nay. Chị ấy từng mời tôi hát và tôi hát miễn phí, quảng cáo miễn phí cho chị Hoài. May mà tôi còn giữ tin nhắn. Lương vũ đoàn tôi đề xuất chỉ 4 triệu đồng, 8 vũ công thôi, còn tôi hát miễn phí. Tôi thắc mắc sao chị ấy like rồi xóa. Dịch đang rất căng, tôi không muốn làm mọi người mệt vì những tin tức như thế này nữa. Tôi thấy nghệ sĩ bị chà đạp quá rồi, chửi nhau không hay ho gì giữa lúc dịch bệnh. Vi Oanh chia sẻ. Ngoài những lời giải bày vụ việc, Vi Oanh cũng cung cấp một số hình ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa cô và Hoa hậu Thu Hoài, cho thấy việc nàng hậu tố nữ ca sĩ đòi cát xê 50 triệu là sai sự thật.